chào các bạn đang xem kênh Kim Tiền Vlog của mình. Thì bữa nay đi chung với mấy đứa em để thả diều. Đây là con diều, con rồng phụng hả? Đây con phượng hoàng nè. Phượng hoàng này cũng rẻ nè các bạn, chỉ có 85.000 thôi, rất là to luôn nè. Rồi đây em thả lên đi. Hôm nay là tới nay là tới mùa thả diều rồi. Có gió vậy nè, quá trời người ta thả luôn nè. Đó, bây giờ là nó sẽ mấy đứa em tiền nó chuẩn bị thả lên nha. Cái này là khu thả diều nữa, ở công viên sau đài truyền hình Vĩnh Long nè các bạn, ngay cái tay tiền chỉ nè, truyền hình Vĩnh Long đó. Hai đứa nó chuẩn bị thả lên nè. Em kéo dây cho nó dài ra chút xíu đi. Đó, đó, đó. Trời ơi, lên từ từ. Cái chừng dưới nhây bao nhiêu này nè. Nay đi thả diều với mấy đứa em vui quá à. Kìa kìa, nó chuối xuống rồi kìa. Em giật lên, giật lên. Coi chừng dướng dây kìa. Giờ nó đang thả lên nè các bạn. Ồ đẹp quá ha. Nói chung là mình thả phải xa xa, chứ mình thả gần quá là nó dễ dướng dây là nó sẽ bị rớt á. Đó các bạn nhìn thấy không? Quá trời luôn kìa. Quá trời luôn kìa. Công viên này cũng đông lắm nè. Bây giờ thì gió nó cũng không có nhiều á, với lại nó cũng không có thở mạnh á, cho nên mình thả nó cũng dễ thả lắm. Đây tiền rọi xung quanh cho các bạn coi nha. Mùa này thả diều đúng là lý tưởng luôn. Đó lên được đó các bạn. Lên cao cao xíu nữa sẽ im á. Nó quay sao bị vướng dây nè các bạn. từ từ thôi là nó lên nè. Đó lên được rồi đó. Nếu mà mấy con diều bình thường cỡ mấy chục ngàn, 100.000 đổ lại là các bạn thả vô tư thoải mái luôn. Còn những con diều nào mà đuôi nó dài, thật dài hoặc nó to thì nó có thể là mấy trăm ngàn nha các bạn. Mà bữa nay là mấy cái diều này là diều mấy chục ngàn à, tiền rọi nè, thấy không? Quá trời luôn. Con nít là bé nào cũng thích thả diều hết. Rồi hai con đó cắn lộn với nhau, nó lên xuống luôn á, không biết xuống luôn á. Rồi hai con đó bị quấn dây rồi kìa. Quấn dây từ nó ba con luôn. Trời quấn chùm luôn. Từ. Ơi diều con khủng nó lên rồi kìa. Gió nó quật xuống á, con diều nó rớt xuống rồi nè các bạn ơi. Diều rớt xuống rồi nè. Bây giờ nó dính ở trên cái cây này nè, không biết làm sao mà lấy đây. Tội nghiệp không? Hai em leo thử rồi cái mình gỡ ra. Leo lên đó, cái cây thấp mà. Dạ, để em thả cái này lên thôi được không? Ờ, còn mấy thả lên đó cho nó phồng lên cái nó bay ra. Mình thả mà bị vướng lên cây vậy các bạn, nó cực lắm luôn á nè. Các bạn thấy không? Thấy nghe không? Nhiều rớt xuống rồi đó. Mình thả mình phải canh gió nè ha, canh những cái cây cao, chứ mà gió nó quật đó là rớt lên cây á là con diều nó rớt mấy vướng rồi khó lấy lắm nè. Đó mấy đứa này giờ nó đang tìm cách để nó cho con diều bay lên mà khỏi cần leo cây, cũng như là nó giật dây nè cho nó phồng lên, nó mới khỏi vướng cái cây. Ồ trên này người ta cũng thả nhóc hết trơn nè.
Rồi con nó bị rớt rồi kìa các bạn. Giấu ngọt quá là bị rớt thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.